Gần đây tôi suy nghĩ một cái điều này. Tôi thấy anh chị em của chúng ta tuyệt vời quá. Và mỗi lần tôi nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy rất là biết ơn Chúa. Không biết là một số của anh chị em dự ở đây lúc sáng mà khi mục sư Thiện có cầu nguyện, có một cái câu đó là ở đây sẽ Chúa sẽ dấy lên những sứ giả phấn hưng. Anh chị em nghe câu đấy rồi đúng không ạ? Và anh chị em, khi anh chị em nghe câu này thì anh chị em có amen không? Amen. Anh chị em có nhận cho mình không ạ? Amen. Hay là chỉ có mục sư Thiện mới là sứ giả phấn hưng thôi, còn tôi thì không phải? Anh chị em ơi, tôi khuyến khích anh chị em hãy nhận lời đó cho mình. Bởi vì nếu như ai cũng nghĩ là cái này là của mục sư Nhượng, mục sư Phượng, mục sư Thiện thì chắc là Việt Nam chúng ta không được phấn hưng, đúng không ạ? Thì chắc là hội thánh chúng ta sẽ không có 5.000 người đâu. Bởi vì nếu ai cũng nghĩ như vậy thì không một ai tham gia vào công việc của Chúa hết. Và tất cả chúng ta hãy nhận chúng ta là những sứ giả phấn hưng của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta là những con người ảnh hưởng. Tôi thật sự với anh chị em, đối với Đức Chúa Trời thì anh chị em hỏi rằng Chúa ơi, tiêu chuẩn là gì? Thì Chúa chỉ cần trả lời anh chị em đơn giản lắm, chỉ cần con sẵn sàng và amen cùng với ta thôi. Còn mọi thứ để ta trang bị cho các con. Và đôi khi anh chị em sẽ ngạc nhiên giống như David ngạc nhiên vậy. Anh chị em biết không, David ngạc nhiên như thế này này. Chúa ơi, con là gì và dân sự của con là ai mà Chúa yêu chúng con đến như vậy? Và làm tại sao con lại có nhiều thứ như vậy hay là giàu có như vậy để con có thể dâng cho Chúa? Sẽ có một lúc anh chị em sẽ thốt lên với Chúa một câu là Chúa ơi, Ngài đã khiến con ngạc nhiên về chính con. Ngài khiến con ngạc nhiên vì chính con, bởi vì con biết là con không thể được như thế này. Nhưng ngày hôm nay Ngài đưa con đến và trên con đường và con được như ngày hôm nay, con biết đây là chính Ngài. Và nhiều khi tôi muốn nói với anh chị em rằng hãy cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, hãy khiến cho con ngạc nhiên về chính con đi. Và Chúa sẽ sử dụng đời sống của anh chị em. Chúng ta sẽ đến cầu nguyện một cái điều này nhé. Về những người phục vụ Chúa hay là những sứ giả phấn hưng là ai đấy. Và anh chị em sẽ khám phá ra được xem là mình có thể làm được điều gì. Tôi có thể nói với anh chị em là như lời Chúa, tôi trích Kinh Thánh luôn. Chúa kêu gọi tất cả chúng ta trở nên người hầu việc Chúa. Anh chị em có tin không ạ? Còn có những người nói rằng là nếu như không được gọi là mục sư hay thầy cô truyền đạo thì đừng có chạy vào. Tôi có khích lệ anh chị em nhé. Nếu như ai cũng nghĩ và sợ cái điều đó thì đúng là không ai có thể đứng vào chức vụ này được. Nhưng mà tôi đọc một câu Kinh Thánh để cho anh chị em thấy lời Chúa nói ở Ê-díp-tô chương, xuất Ê-díp-tô chương 23 câu số 25. Lời Chúa nói rất là rõ ràng. Các ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Và đây là một giống như một lời hứa vậy. Các con hãy hầu việc ta là Đức Giê-hô-va của các con. Ta sẽ ban ơn cho mọi đồ mà các con ăn hay là mọi thức mà các con uống. Ta cũng sẽ tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng các con. Rồi một cái lời kêu gọi nữa. Ở trong Giăng chương 12 câu số 26 là một câu Kinh Thánh tôi rất là thích. Ê-díp-tô, xuất Ê-díp-tô ký chương 23 câu số 25. Và bây giờ chúng ta đến với câu Kinh Thánh. Nếu anh chị em không kịp giờ thì có thể nghe thôi ạ. Giăng chương 12 câu số 26. Nếu ai phục vụ ta thì phải theo ta, và ta ở đâu người phục vụ ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ ta thì cha ta ắt sẽ tôn quý người ấy. Và lời Chúa nói gì ạ? Nếu như người nào phục vụ hay là hầu việc Chúa thì Ngài sẽ tôn quý, tôn trọng, trân trọng người đó. Đây là một cái lời kêu gọi cho những người hầu việc Chúa, đúng không ạ? Trước đây tôi không bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ trở nên người hầu việc Chúa đâu anh chị em. Hôm nọ tôi có chia sẻ với anh chị em rồi đấy, rằng là tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi. Tôi chỉ muốn có nhiều tiền thôi anh chị em ạ. Chắc cái ao ước này giống nhau đúng không ạ? Chúng ta giống nhau mà đúng không ạ? Tôi chỉ thích có tiền để mà tôi nói rằng thôi bây giờ nếu như mà Ngài đã gọi chồng của con hầu việc Chúa thì con dâng cho Ngài đây. Còn bây giờ cái việc của Ngài là Ngài hãy chúc phước cho con đi, để con kiếm được nhiều tiền, coi như là con nuôi chồng con đi hầu việc Chúa đi. Thế thì anh chị em biết không, tôi cứ nói như vậy nhiều năm. Tôi tin như vậy và tôi cứ miệt mài đi làm, đi kiếm tiền. Thì đúng là tôi chỉ có đủ ăn thôi anh chị em ạ. Và trong đầu của tôi tưởng tượng ra tôi sẽ là bà chủ doanh nghiệp, tôi sẽ là doanh nhân. Tôi có tưởng tượng ra là tôi sẽ có những cái xe chở hàng rất là lớn và những cái thùng cát tông nó được chuyển ra rồi chuyển vào lên xe rồi chuyển xuống. Có nghĩa anh chị em biết tôi ao ước là tôi sẽ là một cái người kinh doanh, bởi vì tôi sinh ra là ở chợ mà. Cho nên cái việc mà kinh doanh buôn bán nó ngấm vào máu tôi rồi. Nên lúc nào tôi cũng chỉ muốn là buôn bán thôi. 15 tuổi tôi sang bên nước ngoài thì tôi cũng kinh doanh buôn bán và cũng những cái thùng hàng, những cái xe ô tô hàng nó ầm ập như vậy. Và nó là một cái gì đó, nó là cái ham muốn và cái bản chất của tôi luôn rồi. Tôi rất là thích kinh doanh, thích kiếm tiền, thích buôn bán. Và có vẻ như là rất là hợp với buôn bán. Và rồi đến năm học chương Kinh Thánh năm 2 thì tôi kể với anh chị em rồi đó, là có một cái câu hỏi trong cái tờ mà khi mà anh chị em kết thúc khóa học, rằng là bạn đã kết thúc năm 2 rồi, vậy thì sau khi kết thúc năm 2 thì bạn muốn làm gì? Và tôi ghi vào đó luôn, tôi muốn làm doanh nhân và để cho chồng tôi hầu việc Chúa. Tôi ghi vào đó như vậy đấy anh chị em, chắc cái tờ đấy bây giờ vẫn ở trên hội thánh, mục sư vẫn đang giữ.
Và tôi không có mảy may suy nghĩ gì về cái chuyện hầu việc Chúa cả. Bởi tôi nghĩ đơn giản này, phụ nữ thì làm được gì đâu, nhưng mình thì chả làm được gì. Tôi cứ để mục sư các thứ thì để cho các bác làm. Còn em lui về hậu trường em chăm con với cả đi làm kiếm tiền là được rồi. Thế nhưng mà anh chị em ạ, tay tôi thì viết như vậy, nhưng trong lòng tôi cứ lấn cấn một cái chuyện ấy. Tôi nói rằng là tại sao mình lại không muốn làm người hầu việc Chúa? Tại sao mình lại không muốn trở nên một người mục sư để hầu việc Chúa đi? Tôi nghĩ như vậy nhưng tôi bảo không, tôi vẫn gạt ra. Và rồi vài năm trôi qua, trong lòng của tôi vẫn cứ đau đáu cái từ đó ở trong lòng của mình. Tôi không hiểu tại sao, mặc dù thì cái thể xác của tôi, thân thể của tôi, tâm trí của tôi rất muốn là cái người kiếm tiền. Tôi nói thật với anh chị em, bởi vì sao ạ? Anh chị em tưởng tượng nhé, một cái gia đình trên Hà Nội này phải đi thuê nhà và nuôi mấy đứa con nhỏ như thế. Anh chị em phải hiểu rằng là một cái tâm lý bao giờ cũng sẽ nghĩ rằng là phải kiếm tiền, có tiền nuôi con chứ. Nó phải thực tế một tí chứ, đúng không ạ? Và có một cái cứ ở bên trong của tôi nhen nhóm lên. Và tôi đến gặp mục sư Ngọc Anh, tôi hỏi là anh ơi, em thực sự rất là muốn kinh doanh, rất là muốn kiếm tiền, và em cũng có khả năng để em cũng rất là muốn buôn bán nữa. Nhưng em không hiểu tại sao trong lòng của em có một cái điều gì đó mà em cảm nhận là em sẽ hầu việc Chúa và em cảm nhận em sẽ trở nên một mục sư. Tôi nói thật với anh chị em đừng ngại cái điều này, đừng có che giấu, bởi vì nếu như thực sự chúng ta có mong muốn đó, ao ước đó, khao khát đó, chúng ta hãy nói với Chúa. Và thật sự lúc đầu tôi còn nghĩ rằng là, ai Kinh Thánh nói đừng có ao ước những cái việc quá cao trọng như thế này, hay là đừng có tự lập mình lên làm thầy, như thế là rất là nguy hiểm. Và thần nghe cái câu đó nó giấu đi cái sự khao khát, mong muốn, nỗ lực của mình. Và khi tôi hỏi mục sư như vậy thì mục sư nói với tôi rằng là Đức Chúa Trời Ngài đã đặt một hạt giống trong lòng của em rồi. Và dù em đi đâu, em làm gì thì cái hạt giống này nó sẽ lớn lên và nó sẽ lớn trên đời sống của em không chạy được đâu. À, tôi nói là nếu như thực sự đây là đến từ Chúa thì tôi sẽ amen với Ngài. Và sau đó khi tôi ý thức được là có sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của tôi để hầu việc Ngài á, thì bắt đầu tôi về tôi cầu nguyện với Chúa rất là lâu. Anh chị em biết tôi phải đấu tranh chứ ạ. Anh chị em biết không, đấu tranh với ăn gì, uống gì, mặc gì, đấu tranh với tiền thuê nhà, đấu tranh với tiền đóng học của các con. Tôi nói với chồng của tôi rằng là một mình anh đi hầu việc Chúa đủ rồi, anh đừng có lôi em đi nữa, để yên cho em đi làm gì cũng được. Và anh chị em biết không? Có rất là nhiều lần như vậy. Và một lần tôi đến tôi cầu nguyện với Chúa, tôi cứ làm khổ chồng tôi về cái vấn đề này, anh chị em ạ. Tôi nói với chồng tôi rằng anh ơi, giờ em không nói nhiều nữa, bây giờ em phải đi làm, anh thích làm gì thì làm, bây giờ em phải đi làm, anh không đi làm thì em phải đi làm. Thế chồng tôi hỏi thế em bây giờ em muốn làm gì? Tôi nói làm gì em có những cái chuyên môn này và em có thể làm được cái việc này việc kia. Và anh chị em biết không ạ? Đấy là tôi hỏi chồng tôi rất là nhiều lần như thế. Nhưng có một hôm khi tôi cầu nguyện, tôi đến tôi nói với Chúa rằng là Chúa ơi, con thực sự con đang muốn đi làm, xin Chúa cho con công việc. Và lúc anh chị em biết không, tôi hạ thấp đến mức độ như thế này này. À, Chúa ơi, em gái của con nó đang đi làm giao hàng tiết kiệm đấy. Một tháng nó cũng kiếm được hơn 20 triệu một tháng. Thế bây giờ con Chúa cho con đi làm nhá. Tôi xin phép Chúa như thế. Cho con đi làm, con không cần đến hơn 20 triệu như nó, con chỉ cần hơn 10 triệu thôi cũng được. Và tôi nói với Chúa như thế và tôi tiếp tục cầu nguyện. Anh chị em biết không, Chúa nói với lòng của tôi một điều thôi. Chúa nói với tôi như thế này này, chẳng một vị thần nào, chẳng một ông chủ nào trên đất này xứng đáng để con hầu việc hơn ta. Và tôi nhận thấy rằng là Chúa nói với tôi rằng không một ông chủ nào có thể trả lương cho con hậu hĩnh hơn ta đâu, con thử tìm đi. Tất cả những gì con làm theo khả năng của con, với cái năng lực của con thì con sẽ được nhận cái mức lương đúng như họ sẽ trả cho con. Nhưng khi con phục vụ ta ấy, thì không một ông chủ nào có thể trả lương cho con tốt hơn ta đâu, con cứ thử đi. Và Chúa nói với tôi cái điều đó mà tôi nhận ra bây giờ tôi đang nói về cá nhân tôi, về sự kêu gọi thôi nhé. Tôi không khuyến khích tất cả mọi người đều phải bỏ hết việc làm của mình đi để đi hầu việc Chúa đâu. Nhưng tôi đang chia sẻ rằng tôi nói đúng như vậy. Nếu như mình bây giờ mình đi làm shipper đi, mình giao hàng cho một cái địa điểm này và mình nhận tiền rồi về, rồi cuối cùng có cứu được ai không, có thay đổi cuộc đời của ai không, có giúp đỡ được ai không? Không hề. Nhưng nếu như bây giờ mình phục vụ Đức Chúa Trời, thật sự qua đời sống của mình tác động được lên rất là nhiều người, đúng không ạ? Thì cái này nó là phục vụ Đức Chúa Trời. Và tôi hiểu ra một điều rằng trước đây là tôi luôn nghĩ là hội thánh phải trả lương thì con mới đi hầu việc Chúa chứ. Nhưng khi Chúa nói tôi một câu rằng là chính ta sẽ trả lương cho con mà không phải hội thánh. Và khi đó tôi amen cùng với Chúa, anh chị em ạ. Và khi tôi amen với Chúa xong, tôi không còn suy nghĩ cái vấn đề đi làm nữa, thì đúng phép lạ đã bắt đầu xảy ra trên đời sống của cả vợ chồng của tôi luôn về tài chính. Và bắt đầu chúng tôi đã không bị nặng nề về cái vấn đề suy nghĩ tiền bạc. Tôi trích một phân đoạn kinh thánh cho anh chị em nghe để xem anh chị em có trong này không nhé. Ở trong ECT chương 4 á, tôi xin phép được tóm tắt câu chuyện này khi mà Mạc Đô Chê là cậu của ECT, là cái người mà được ơn mà chồng tôi vừa mới nói đấy, vừa mới kể với anh chị em đó, là có ơn với cái vụ bị vua này. Và họ rất là tôn trọng cái Mạc Đô Chê, ông Mạc Đô Chê này, và nên là rất không dám động đến ông ấy. Thế nhưng khi đó thì có một người tên là Haman rất là ghen ghét cái ông Mạc Đô Chê này. Và ông này không chỉ muốn giết Mạc Đô Chê không thôi, mà lại còn muốn diệt sạch cả dân Israel, diệt sạch dân Do Thái. Và
bắt đầu ông Haman này ông lên một cái kế hoạch để lừa làm sao để cho cái ông vua này đồng ý là sẽ diệt sạch dân Israel. Và khi vua ra một cái sắc lệnh như vậy là sẽ đồng ý với cái hợp tác với ông Haman này, mà ông vua này cũng bị lừa thôi anh chị em ạ. Và vua đã đưa ra một cái chỉ thị nhá, là không một người nào được phép đến gần cung của vua nếu như không được vua mời vào, không được vua cho phép thì không được phép đến để yết kiến vua đâu. Và nếu như cố tình đến thì sẽ bị xử tử. Và cái nhân vật ở đây, nhân vật chính mà chúng ta đọc ở đây là người đàn bà, là cái người nữ Esther. Nên tôi có thể nói với tất cả các anh chị em ở đây này, nếu như anh chị em nói rằng Chúa ơi, cái vị trí hầu việc Chúa là cái vị trí sứ giả phấn hưng chỉ dành cho mục sư hay mục sư nhượng ấy, không phải của con, thì anh chị em đọc lại cái câu chuyện của người nữ này. Cô này xuất thân chỉ là một cô thôn nữ thôi. Cô này chỉ là một cô thôn nữ, và cô là cái cô gái rất là xinh đẹp, và được trong số rất là nhiều người nữ xinh đẹp thì lại chọn ra cô này, và chọn cô này để làm, là đưa vào cho cung vua và làm hoàng hậu. Cô này khi được lên làm hoàng hậu rồi thì khi mà dân Do Thái gặp một cái sự cố này thì Mặc Đồ Chê mới đến yêu cầu Esther giúp đỡ dân Do Thái. Thế nhưng cô Esther này, cô hoàng hậu này, cô trả lời như thế này này, là vua đã ra một cái sắc lệnh như thế rằng tôi đã lâu rồi vua không mời tôi vào, có nghĩa là lâu rồi tôi không được ở cùng với vua đó, thì nếu như mà bây giờ tôi tự vào thì sẽ bị xử tử. Và Mặc Đồ Chê mới nói một cái câu như thế này này, trong cái câu số 13 nhé. Khi mà Esther gửi thư lại và nói rằng là không thể đến được ấy, bởi vì đã 30 ngày nay rồi con không được mời vào hoàng cung. Và sau đó Mặc Đồ Chê bảo những cái người viết thư đó và nói lại với bà Esther như thế này này. Câu số 13 chương 4. Đừng tưởng rằng ở trong cung vua con sẽ thoát khỏi tai họa xảy đến cho tất cả những người Do Thái khác. Câu 14, anh chị em để ý. Nếu con nín lặng trong lúc này thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác. Xong con và nhà cha của con sẽ bị diệt vong. Câu này để ý này. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi vị hoàng hậu hay sao? Chúa đang muốn nói gì trong câu kinh thánh này ạ? Tại sao chúng ta ngồi đây? Thưa các anh chị em không ngẫu nhiên ngồi đây đâu. Anh chị em không ngẫu nhiên đang ngồi trên chiếc ghế màu xanh này đâu. Anh chị em không ngẫu nhiên tin Chúa vào thời kỳ này đâu. Anh dù xuất thân của anh chị em là ai, như người nữ thôn nữ này, cô này chỉ là một cô thôn nữ rất là bình thường và tầm thường thôi. Cô có một chút nhan sắc. Cô nói rằng con không thể vào đây được bởi vì vua không gọi con vào. Nhưng Mặc Đồ Chê nói một câu rất là hay và đánh động vào lòng của tôi cũng như tất cả anh chị em, là đừng tưởng rằng con ở trong cung vua ăn sung mặc sướng, đứng trong một cái vai trò hoàng hậu mà con thoát khỏi cái án này. Nhưng con phải nên hiểu rằng nếu như con không hành động trong thời kỳ này thì Đức Chúa Trời vẫn sẽ cứu dân Do Thái ra khỏi cái tai họa này. Ông này ông rất là tin như vậy. Nếu như bà Esther này, bà không giải quyết cái vấn đề này ấy, thì Đức Chúa Trời vẫn có cách để cứu dân Do Thái. Nhưng có một câu ông nói rằng bởi vì cớ thời kỳ này nên con mới được làm hoàng hậu. Và bởi ký cớ cái sự kiện này, cái tình huống này, cái đại họa này, đại nạn này, nên bà này bà mới được làm hoàng hậu trong thời kỳ này. Vậy Đức Chúa Trời lập lên chúng ta cho cái thời kỳ này anh chị em ạ. Vậy chúng ta có giống như người nữ Esther này không? Chúng ta có nói rằng Chúa ơi con không thể không, hay là con chỉ là một cô gái, con không thể làm được điều này. Và cuối cùng cô này cô đưa ra một cái quyết định rất là hay. Và cô sai người đáp lại với Mặc Đồ Chê như thế này này. Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Susa lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong 3 ngày, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các kỹ nữ của nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó con sẽ vào chầu vua và việc làm một việc trái luật pháp. Nhưng nếu phải chết thì con sẽ chết. Vừa nãy Mục Sư Thiện còn nói là mạnh mẽ lên đúng không ạ? Là anh chị em cố gắng lên, anh chị em cứng rắn lên, hãy mạnh mẽ lên. Bà này bà nói như này này, nếu phải chết thì con cũng sẽ chết. Con đồng ý, amen với ngài, con sẵn sàng, con tin ngài. Và anh chị em, Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Do Thái bởi tay của Haman qua một cái người nữ là hoàng hậu Esther. Và bởi cái thời kỳ này nên Đức Chúa Trời ngài gọi anh chị em chúng ta trở nên những người hầu việc Chúa. Và tôi muốn nói một câu gì như chồng tôi nói, anh chị em hãy cố lên ấy, hay là anh chị em hãy mạnh mẽ lên. Lúc nãy tôi rất là được ấn chứng cái từ là các con hãy mạnh mẽ lên. Bởi vì nhiều khi tôi thấy một cái điều như thế này này. Tôi bắt đầu ngồi, khi tôi ngồi đây tôi hình dung ra một số những cái anh chị em khi mà đến với chúng ta với, hay là đến với con người nhá. Nhiều khi chúng ta sợ con người. Chúng ta đến với họ có một cái gì đó chúng ta rất là sợ. Và khi giao tiếp với họ, khi chúng ta gặp họ, chúng ta cũng có một cái gì đó rất là ngại ngùng và e thẹn, rất là sợ sệt đúng không ạ? Hoặc là bây giờ nhờ ai đó lên đây cầu nguyện, dẫn cầu nguyện 5 phút hay 10 phút, tự dưng chúng ta có một cái gì đó ngại ngùng và sợ hãi đúng không ạ? Anh chị em ơi, tôi muốn anh nói anh chị em hãy mạnh mẽ lên. Bởi vì tôi ngồi nghĩ như thế này này, ngay đối với con người chúng ta đến gặp họ,
Ví dụ bây giờ vào đến gặp gặp hiệu trưởng của con đi, hay là giáo viên mời chúng ta lên cái, nên gặp anh chị ngay, bởi vì giải quyết cái trường hợp của con anh chị ở trên trường cái. Tự dưng chúng ta cảm thấy rất là sợ đúng không ạ? Lo lắng chứ, tôi không biết anh chị em có sợ không, nhưng tôi đã từng lo lắng. Bởi vì mỗi lần giáo viên mà cứ ới tôi cái là tôi thôi xong rồi, con mình lại làm cái gì ở trên trường rồi. Nên là tôi cứ hai vợ chồng cứ đùn đẩy cho nhau, và cuối cùng là tôi lại lên gặp thầy, cứ giải quyết những cái vấn đề mà con không chép bài, con không ghi bài, con không thuộc bài, hay là con có cái gì đó thì là cô giáo lại sẽ gọi lên. Và tự dưng mình cảm thấy là sợ hãi và lo lắng khi phải đối diện với cô giáo. Và như tôi ngồi tôi nghĩ như thế này, với một con người mà chúng ta còn lo lắng và sợ hãi như thế thì chúng ta đối diện làm sao được với ma quỷ đây? Chúng ta thắng làm sao được chúng nó đây? Và đối với con người mà chúng ta nhìn thấy được, chúng ta cần phải mạnh mẽ. Amen anh chị em. Vậy thì khi mà chúng ta mạnh mẽ với con người, chúng ta thực sự mạnh mẽ với con người, dạn dĩ tự tin với con người, với tất cả anh chị em chúng ta ở đây, thì lúc đó Đức Chúa Trời mới nhìn thấy là người nữ này hay là người nam này rất là dũng cảm. Chúng ta phải mặc lấy cái sự dũng cảm ngay khi chúng ta đối diện với cả con người nữa. Amen anh chị em. Bởi vì thật ra chúng ta đâu có làm gì sai đâu ạ, đúng không ạ? Chúng ta không có làm gì sai cả. Và thật ra ma quỷ nó muốn truyền cho người ta một cái thông tin là hãy nhút nhát đi, hãy sợ hãi đi, bạn không làm được đâu, bạn không thể làm được đâu. Bạn xuất thân từ cái gì đó, bạn học thức như thế này, bạn không làm được đâu. Cái vị trí đó, ECT chỉ có một mà thôi, mục sư nhượng chỉ có một mà thôi. Không anh chị em, Chúa gọi tất cả chúng ta. Chúa gọi tất cả chúng ta. 5.000 người sắp tới, thì tôi tin rằng tất cả chúng ta ngồi đây là những mục sư, thầy cô truyền đạo, là những nhân sự, là những chấp sự cứng, là những trưởng ban ngành, là những trưởng mục vụ. Anh chị em có tin điều đó không ạ? Anh chị em có dám tin mình là cái người sẽ làm đảm nhiệm vai trò đấy không? Chỉ cần anh chị em mình sẵn sàng thôi. Và anh chị em biết không, tôi ngồi tôi suy nghĩ đến từng người, từng tôi quan sát từng anh chị em ở đây, tôi quan sát từng những đứa trẻ, tôi quan sát từng cô và anh chị em ngồi trong căn phòng này. Tôi ngẫm nhá, tôi cảm ơn Chúa rất nhiều. Bởi vì trong anh chị em có nhân tố của David, anh chị em có nhân tố của ECT, anh chị em có đầy đủ những thứ mà Đức Chúa Trời cần trong mùa gặt này. Anh chị em có đầy đủ những yếu tố mà Đức Chúa Trời cần để sử dụng anh chị em trong mùa gặt này. Vì vậy anh chị em đừng tự tách mình ra. Bởi vì anh chị em thực sự cần cho vương quốc của Chúa. Và Chúa nói rằng bởi vì cớ thời kỳ này nên anh chị em ngồi đây. Và bởi vì cớ 3 đến 5 năm nữa có 5.000 người nên chúng ta ngồi đây. Để được trang bị, để được giúp đỡ, để được cứu người. Mà nói thật với anh chị em rằng là anh chị em hỏi một câu rằng con hầu việc Ngài thì con được cái gì? Anh em nghe bài giảng của Mục sư Thiện rồi đúng không ạ? Con đi theo Ngài thì con được cái gì? Anh chị em được nhiều lắm. Tôi nói thật anh chị em, sống, người ta gọi là sống có giá trị là sống phục vụ và vì người khác, giúp được cho người khác. Còn cái người sống ích kỷ nhá, tôi nói thật anh, đôi khi mình giàu có, nhưng nếu như không giúp được người khác thì đó là một đời sống không có giá trị hay là ích lợi cho người khác đâu, mà chỉ có cho bản thân mình thôi, gọi là ích kỷ đó. Thì cái đời sống mà thực sự ban ra rộng rãi thì là cái người sống có ích cho mình và có ích cho cả xã hội nữa. Amen anh chị em. Vì vậy tôi muốn truyền một cái ngọn lửa cho cô bác anh chị em ngồi ở đây. Tất cả chúng ta đều trở nên những ECT, đều trở nên những David, Môi-se hay là Gideon, là những con người mà họ xuất thân cũng thấp hèn như chúng ta. Kinh Thánh mô tả Eli cũng là người yếu đuối như chúng ta, nhưng mà ông ấy dám amen và sẵn sàng với Chúa và bước đi với Chúa. Đức Chúa Trời Ngài trang bị cho ông ấy. Amen ạ. Giờ này chúng ta cùng cầu nguyện. Anh chị em đáp ứng với Chúa điều này không? Amen. Anh chị em phải tin anh chị em là sứ giả phấn hưng nhá. Amen. Tôi tin điều đấy và tôi mong muốn anh chị em tin điều đấy. Anh chị em sẽ cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa rằng Chúa ơi, hãy khiến con ngạc nhiên về bản thân con đi. Hãy dùng con và để con được. Hãy khiến con ngạc nhiên về khả năng mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho con đi. Hãy khiến con ngạc nhiên vì khả năng mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng con đi. Bởi vì có những thứ bên trong anh chị em mà anh chị em chưa nhận ra. Và hãy nói với Chúa là có con đây, con sẵn sàng rồi. Hãy sử dụng cuộc đời của con và cho con được phục vụ trong công việc của nhà Chúa. Con sẵn sàng vào thời kỳ này, con muốn thực sự được tận hiến cuộc đời của chúng con cho Ngài. Và con muốn đáp ứng với lời kêu gọi của Hội Thánh. Con sẽ trở nên một sứ giả phấn hưng. Thậm chí rằng anh chị em phấn hưng là phấn hưng cho chính đời sống anh chị em đi. Phấn hưng cho chính gia đình của anh chị em đi, được không ạ? Phấn hưng cho chính cái nơi làm việc của anh chị em đi. Thì đó là một sứ giả phấn hưng. Anh chị em sẽ trở nên một người ảnh hưởng cho những người khác, là một người truyền tải lời của Đức Chúa Trời cho người khác. Anh chị em hãy cầu nguyện để chính con, có con đây, con sẵn sàng. Hãy sử dụng con như David nói: Chúa ơi, làm sao mà con được thịnh vượng như thế này? Làm sao mà con có thể làm được như thế này? Làm sao con có thể dâng hiến nhiều như thế này? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho con những điều này. Anh chị em bắt đầu hãy đến cầu nguyện và nói: Chúa ơi, con sẵn sàng. Con cầu nguyện để xin Chúa sử dụng con.
Con sẽ trở nên một sứ giả phấn hưng cho Ngài. Con sẽ trở nên một người hầu việc Ngài. Con muốn trở nên một người nam, một người nữ mạnh mẽ để hầu việc Ngài. Con muốn tự do để phục vụ Đức Chúa Trời của chúng con như Hoàng hậu Esther này vậy. Chúa ơi, chúng con dũng cảm và mạnh mẽ bởi vì có Ngài kêu gọi chúng con. Ngài là đấng bảo vệ chúng con. Chúng con chẳng sợ hãi điều chi hết trong thời kỳ này. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã gọi đích danh chúng con. Con cầu nguyện để chúng con đáp ứng với Ngài. Hallelujah. Nếu như anh chị em đã có một ao ước, bản thân mình muốn trở nên một người nam mục sư, một người nữ mục sư, một người nữ quản nhiệm, một người nam quản nhiệm, một người đứng đầu các mục vụ, các ban ngành trong hội thánh, anh chị em hãy nói với Chúa. Anh chị em muốn trở nên một mục sư doanh nhân, anh chị em muốn trở nên một mục sư thanh niên, anh chị em muốn trở nên một mục sư ca đoàn, anh chị em muốn làm một mục sư của yêu người lân cận, anh chị em hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy cầu nguyện để Chúa Ngài dấy anh chị em lên và Ngài trang bị cho anh chị em. Khi anh chị em amen và sẵn sàng với Đức Chúa Trời, hãy cầu nguyện điều này, hãy xin Chúa điều này, hãy cầu xin Chúa điều này. Đức Chúa Trời Ngài là đấng ban cho anh chị em dư dật. Và Ngài nói rằng nếu ai hầu việc ta thì sẽ theo ta. Ta ở đâu thì người hầu việc ta sẽ ở đó. Và ai hầu việc ta thì cha ta sẽ tôn quý người đó. Có một điều cho anh chị em, một tin mừng cho anh chị em là anh chị em hầu việc Chúa thì anh chị em đi đâu Chúa cũng ở đó. Chúa ở đâu thì anh chị em cũng ở đó cùng với Ngài. Anh chị em không ở một mình. Đó là quyền lợi của những người hầu việc Chúa. Đó là anh chị em được Chúa Ngài tôn quý, được Chúa Ngài tôn trọng, được Chúa Ngài bảo vệ, được Chúa Ngài yêu thương. Anh chị em có Chúa ở cùng với anh chị em. Khi anh chị em khao khát hầu việc Ngài như Giô-suê vậy, ta và cả nhà ta sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va. Hãy đưa ra một lời nói, một quyết định đó trên chính gia đình của mình, trên chính đời sống của anh chị em. Tôi sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va. Tôi và cả nhà tôi sẽ hầu việc Đấng Thánh. Tôi và cả nhà tôi sẽ hầu việc Đức Chúa Trời của Việt Nam. Tôi và cả nhà tôi sẽ hầu việc Đức Chúa Trời của Hội Thánh Cụm Điểm Nhóm Lời Sự Sống Tây Hồ Minh Khai. Tôi và cả nhà tôi sẽ hầu việc cho Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của tôi. Tôi sẽ hầu việc Đức Chúa Trời của tôi. Tôi sẽ đi theo Ngài và phụng sự Ngài. Ngài ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Tôi đi đâu thì Đức Chúa Trời của tôi cũng ở đó và ban phước cho tôi. Tôi làm gì thì Đức Chúa Trời cũng sẽ ủng hộ tôi và ban phước cho tôi. Vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng yêu mến những người yêu mến Ngài. Ngài là đấng ban phước cho những người phục vụ Ngài. Chúa ơi, Ngài nói với chúng con rằng hãy hầu việc ta sẽ ban phước cho đồ ăn, đồ uống của các con. Ta sẽ ban phước cho tất cả những gì trong gia đình của các con. Con cầu nguyện Chúa ơi, để tất cả những con người đang đứng trong căn phòng này, Chúa ơi, hãy gieo vào lòng của họ một tấm lòng, một hạt giống của sự hầu việc Ngài. Chúa ơi, chúng con nhìn thấy 5.000 người sắp tới. Chúng con nhìn thấy nhu cầu của những mục sư sắp tới. Chúng con nhìn thấy nhu cầu của những thầy cô truyền đạo sắp tới. Chúng con nhìn thấy những nhu cầu của những trưởng nhóm tế bào sắp tới. Chúng con cần 1.000 trưởng nhóm tế bào. Chúng con cần khoảng 100 thầy cô truyền đạo ở đây. Chúng con cần khoảng 50 mục sư ở đây. Vì vậy Chúa ơi, hãy dùng chúng con trong chính căn phòng này. Anh chị em hãy nói với Chúa rằng con sẵn sàng, hãy dùng chúng con sẵn sàng trở nên một người hầu việc Chúa. Đó là một ao ước tốt lành thưa anh chị em. Đó là một ao ước tốt đẹp anh chị em ơi. Đó là một ao ước tốt lành của anh chị em. Đó là một quyết định sốt sắng nhất trong đời sống của anh chị em. Hãy ai hầu việc Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ tôn quý người đó. Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Ai kinh doanh thì hãy kinh doanh trong Chúa. Ai làm việc cũng hãy làm việc ở trong Chúa. Anh chị em phục vụ Chúa ngay chính công việc của anh chị em. Anh chị em phục vụ Chúa ngay chính mảng làm việc của anh chị em. Và Đức Chúa Trời cũng làm việc cùng với anh chị em. Đức Chúa Trời sẽ nhấc anh chị em lên để anh chị em được tôn trọng, để anh chị em được ảnh hưởng, để anh chị em có tiếng tốt. Đức Chúa Trời Ngài sẽ nhấc anh chị em lên. Ô con cảm ơn Chúa rất nhiều Chúa ơi. Con cầu nguyện để ngọn lửa này không hề tắt trong lòng của những con người ở đây Chúa ơi. Con cầu nguyện để Chúa đặt ngọn lửa này trong lòng của họ. Để Chúa ơi, cho dù họ có đi qua những sự khó khăn và cản trở, cho dù họ có đi qua những giai đoạn như thế nào,
thì con cầu nguyện để ngọn lửa này không hề tắt trong lòng của họ. Họ sẽ luôn luôn nhìn thấy Chúa ơi, ngọn lửa này luôn luôn nóng cháy, thôi thúc trong lòng của họ. Có lời của Chúa nói với anh chị em, con hãy cố lên, con hãy mạnh mẽ lên, vì ta ở trong con, ta không bỏ con đâu. Đức Chúa Trời không hề bỏ anh chị em, Đức Chúa Trời ngài không hề lìa anh chị em, bởi vì lòng của anh chị em hướng về ngài, bởi vì anh chị em đã amen cùng với Đức Chúa Trời, bởi vì anh chị em đã sẵn sàng cùng Đức Chúa Trời, thì ngài sẽ không lìa bỏ anh chị em đâu. Đức Chúa Trời ngài là đấng sẽ thêm sức cho anh chị em, vì ngài có nói rằng chẳng một thần nào trên đời này, chẳng một thần tượng nào trên đời này xứng đáng để anh chị em hầu việc họ, chẳng một con người nào trên cuộc đời này khiến anh chị em phải dâng cả cuộc đời của mình cho họ, chỉ một mình Đức Chúa Trời của chúng ta mà thôi là đấng đáng được tôn vinh, là đấng đáng được tôn trọng. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng có quyền trả lương cho anh chị em hậu hĩnh, vì lời Chúa nói rằng ai hầu việc ta và theo ta, ngay trong đời này ta sẽ trả cho họ gấp trăm lần hơn về của cải, nhà cửa, đất ruộng, tiền bạc, con cái và mọi thứ khác. Có lời của Chúa trên anh chị em rằng anh chị em bỏ và bước đi theo ngài, anh chị em hạ tất cả mọi thứ và bước đi theo ngài, thì Chúa ngài là đấng thành tín. Từ anh chị em, ngài là đấng thành tín. Chúa ơi, con cảm ơn ngài. Hallelujah. Chúng con đến để cảm ơn ngài. Con dâng những tôi tớ của Chúa đây, con dâng những mục sư tương lai của Chúa đây. Chúa ơi, con trình dâng những thầy cô truyền đạo của Chúa đây, con trình dâng những trưởng nhóm tế bào đây, những trưởng mục vụ đây. Chúa ơi, trong tay của Cha, con muốn nhìn thấy ngài khiến cho họ ngạc nhiên về chính đời sống của họ. Con muốn nhìn thấy Chúa ơi, chính họ sẽ ngạc nhiên về những việc mà họ sẽ làm cho ngài. Chúa ơi, con muốn nhìn thấy chính họ sẽ thốt lên như David vậy. Chúa ơi, ôi tôi là ai và dân sự của tôi là gì và làm sao tôi có sức làm như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho tôi điều đó. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Con cảm ơn Chúa vì cụm điểm nhóm Lời Sự Sống Tây Hồ Minh Khai. Con cảm ơn Chúa vì chúng con được sinh ra trong Hội Thánh Lời Sự Sống. Con cũng cảm ơn Chúa vì chúng con được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ này. Con biết ơn Chúa vì đây là thời kỳ của anh chị em. Anh chị em ơi, năm 2023, đây là thế kỷ này, thời kỳ này là thời kỳ của tất cả anh chị em. Chúng ta sinh ra vào năm đó không phải ngẫu nhiên, và đây là thời điểm của Đức Chúa Trời trên đời sống của anh chị em và con cái của chúng ta. Hãy nói với Đức Chúa Trời rằng con sẵn sàng với ngài. Hãy tiếp tục sử dụng cuộc đời của con. Con nguyện bước đi theo Chúa. Ngài ở đâu con sẽ ở đó. Ngài đi đâu con sẽ đi đó. Ngài làm gì con sẽ làm đó. Hội thánh của ngài phát triển, hội thánh của ngài ở đâu con cũng sẽ ở đó cùng với ngài, bởi vì con muốn sống và tận hiến cho Đức Chúa Trời của chúng con. Con muốn sống có mục đích của Đức Chúa Trời và đi theo mục đích của Đức Chúa Trời. Con muốn giống như người hoàng hậu Esther này. Con thực sự, Chúa ơi, sẽ không đi theo số đông của thế gian này. Con sẽ thực sự không nghe theo những cái sự sợ hãi ở thế gian này, không đi theo sự cản trở thế gian này. Nhưng chúng con tin vào lời của Đức Chúa Trời. Con tin vào lời của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ sử dụng chúng con. Và anh chị em ở đây, tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời sẽ sử dụng tài năng của anh chị em. Và anh chị em nói với Chúa rằng con không có tài năng gì, thì Chúa sẽ hỏi anh chị em, trong tay của anh chị em có cái gì? Trong tay của anh chị em có cái gì? Và chỉ cần anh chị em sẵn sàng dâng điều nhỏ nhất của mình lên cho Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ khiến anh chị em trở nên một môi xe và giải cứu hàng triệu người dân Việt Nam của chúng ta. Khi anh chị em chỉ cần sẵn sàng với Đức Chúa Trời, thì ngài sẽ sẵn sàng sử dụng cuộc đời của anh chị em và qua chính đời sống của anh chị em. Chúa ơi, con sẵn sàng. Anh chị em con sẵn sàng. Chúng con muốn trở nên người nam, người nữ hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng con biết ơn Chúa vì Hội Thánh Lời Sự Sống. Chúng con biết ơn Chúa vì năm 2023. Chúng con biết ơn Chúa vì thời kỳ này là hội thánh của ngài được cởi mở. Con biết ơn Chúa vì ngày nay chúng con được ơn trước mặt chính quyền. Vì ngày nay chúng con được ơn để tự do rao giảng tin lành của ngài. Chúng con biết ơn Chúa vì ngày nay chúng con được tự do đem Chúa đến cho dân Việt Nam của chúng con. Chúng con đã được tự do đưa Chúa vào trong công việc mà mỗi chúng con đang làm. Chúng con đã được tự do đem Chúa đến với gia đình của chúng con. Chúng con ngày nay được tự do để mời Chúa đến trên bố mẹ của chúng con cái của chúng con. Chúng con thực sự đang được tự do đưa Chúa vào trong mảng công việc của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì điều đó. Xin hãy sử dụng chúng con. Mỗi chúng con đây là những Esther, Mạc Đô Chê, là những David, là những Môi-se, là những Daniel,
Daniel của Ngài, là những tôi tớ của Ngài, là những Phaolô của Ngài, là những Phêrô của Ngài, là những Ê-li của Ngài, là tất cả những con người trong Kinh Thánh họ đã amen cùng với Ngài. Hãy sử dụng chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con biết ơn Ngài. Chúng con dâng tất thảy những người hầu việc Chúa ở đây vào trong cánh tay của Chúa. Và chúng con hiệp lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa.